Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến hôm nay là ngày 22 tháng 4, ngày vô lễ rước bà nha mọi người. Năm 2020 nha mọi người. Thì mùa dịch này cũng ảnh hưởng cho nên cái lễ hội rước bà thì cũng không có được đông mọi người ơi. Ban quản trị Lăng Miếu Núi Sam xin mời quý khách tạm thời di chuyển ra ngoài khuôn viên với bà. Ban quản trị Lăng Miếu xin hành lễ rước tượng bà. Đến 18 giờ mời quý khách vào kéo bà cúng viên bình thường theo sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ. Thank you.
Dưới này quay một cái đoạn khúc